Xin chào các bạn đã trở lại với Techmark Việt Nam. Máy vi tính có thể coi như là bằng chứng cho sự phát triển không ngừng của thế giới công nghệ từ những ngày sơ khai cho đến tận hiện tại. Sự thăng tiến của sức mạnh của những chiếc máy tính qua thời gian cũng kéo theo đó là sự phát triển của những phần mềm đi kèm theo nó. Không giống như trên các thiết bị điện toán khác thì phần mềm trên máy tính bây giờ đã được đầu tư sang cả nhiều phân mảng khác nhau, phục vụ tối đa cho nhiều mục đích sử dụng cả về quân sự lẫn dân sự hay là y tế hay là các thể loại mục đích. Và qua thời gian thì chúng vẫn được đầu tư nhiều cả về chất lượng lẫn nội dung. Và thậm chí là có những phần mềm dù đã già cỗi nhưng sự ảnh hưởng của nó cho đến bây giờ vẫn còn rất lớn, góp phần định hình nên kỷ nguyên công nghệ như hiện tại. Và sau đây sẽ là tổng hợp của Techmark về 10 phần mềm máy tính tuyệt vời có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhân loại. Và cái danh sách này sẽ được đề cử bởi Thư viện Quốc hội Mỹ, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm và tin tưởng vào cái độ chính xác của cái danh sách này, cũng như là bởi vì cái danh sách này có tới 10 phần mềm cơ. Mà video chúng ta thì có hạn, cho nên là trong phần đầu tiên chúng ta sẽ đến với 5 phần mềm trước nhé. Đầu tiên đó là phần mềm có tên là Sapri. Đây có thể coi như là một trong những bộ não điện tử đầu tiên và có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới. Ban đầu thì Sapri được thiết kế bởi IBM vào năm 1964 với mục đích sử dụng chính như một công cụ phục vụ cho ngành công nghiệp hàng không của Mỹ. Nó cho phép người dùng đặt vé máy bay nhanh chóng từ năm 1964 nhé, giúp các nhân viên sân bay theo dõi hàng tồn kho, quản lý dữ liệu theo thời gian thực. Cho đến nay thì Sapri đã phát triển lên quy mô toàn cầu và trở thành một hệ thống ưa thích của hơn 55.000 doanh nghiệp điểm du lịch trên toàn thế giới. Tiếp theo là Maze World. Không phải đợi đến kỷ nguyên của Counter-Strike hay là Quake thì game thủ FPS mới được tận hưởng cảm giác solo với nhau qua môi trường mạng. Mà trước đó rất lâu, từ năm 1973 thì Maze World đã làm được điều đó. Đây không chỉ là trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất đầu tiên trên thế giới, mà nó còn cho phép các game thủ khác cùng lập tổ đội chiến đấu với nhau thông qua mạng LAN. Tác giả của trò chơi là một lập trình viên có tên là Steve Curley với chiếc máy tính Imlac PDS-1 tại phòng nghiên cứu của NASA. Dĩ nhiên thì đồ họa của trò chơi khi đó cũng rất là sơ khai với nền vector đơn sắc mà không có thêm bất cứ một màu sắc nào khác. Phần mềm thứ ba có tên là Adventure. Tương tự như là Maze World, khi mang đến trải nghiệm không gian ảo đầu tiên thì Adventure hay còn có tên khác là Colossal Cave Adventure là một trò chơi thuộc dạng phiêu lưu giải đố được thiết kế ban đầu bởi Will Crowther trên nền tảng PDP-10 vào năm 1975, nhưng phải đến năm 1976, tức là một năm sau đó mới được phát triển chính thức. Cho đến hiện tại thì thể loại game phiêu lưu giải đố đã trở thành một phần tất yếu của bất kỳ trò chơi nổi tiếng nào. Một điều thú vị là trò chơi này cho đến nay vẫn còn được tiếp tục phát triển và mở rộng ra nhiều nhánh thiết bị điện toán khác ngoài PC như là điện thoại Android chẳng hạn. Phần mềm thứ tư có tên là VCCAN. Đây là một trong những ứng dụng đặt nền móng cho việc định lượng số liệu, hay nói đúng hơn là các chương trình tính bảng, bảng tính trên máy tính sau này, ví dụ như là Microsoft Excel chẳng hạn. Ý tưởng ban đầu của Daniel Bricklin vào năm 1979 khi còn là sinh viên khoa quản trị kinh doanh của Đại học Harvard, Mỹ, với một tưởng tượng về chiếc bảng tính thông minh khi chỉ cần phải sửa một số thì những số khác, những con số còn lại sẽ được tự động tính toán lại và cho kết quả đúng. Các tác giả của VCCAN đã được đánh giá là hai trong số 7 người khai sinh ra một ngành công nghiệp mới cùng với cả Bill Gates, người nổi tiếng thời bấy giờ với ngôn ngữ lập trình Basic vào năm 1985, thì công ty Software Art cùng với cả VCCAN được bán cho hãng Lotus để từ đó phát triển thành chương trình bảng tính Lotus 123 ngày nay. Phần mềm thứ 5 và cũng là phần mềm cuối cùng trong video ngày hôm nay đó chính là WordStar. Ra mắt cùng năm với VCCAN thì WordStar cũng là chương trình soạn thảo văn bản đầu tiên. Nếu như VCCAN là tiền thân của Microsoft Excel quen thuộc bây giờ, hay là WordStar thì nó sẽ là tiền thân của Microsoft Word hiện nay. Thật ra là không phải tiền thân đâu, bởi vì nó vẫn được phát triển riêng, nhưng mà đại khái là như vậy để các bạn có thể hình dung được là chúng là những phần mềm gì. Thì cái WordStar cũng là chương trình soạn thảo văn bản đầu tiên và thông dụng nhất vào những năm 1980. Sự phổ biến của WordStar thậm chí đã từng giúp cho công ty chủ quản của nó là MicroPro thu về 70 triệu USD vào năm 1984 và trở thành công ty phần mềm lớn nhất thế giới lúc bấy giờ. Những đặc điểm khác biệt của WordStar so với phần còn lại của thế giới như là không có phông chữ này, dùng phím điều hướng di chuyển ngón trỏ này, không thể kiểm tra chính tả này, và thậm chí là không có cả định dạng dòng luôn. Nhưng mà bù lại thì nó lại có dung lượng cực kỳ nhẹ, nhẹ đến khó tin và có thể chạy trên rất nhiều nền tảng khác nhau. Thậm chí dù WordStar đã chết dần nhưng cho đến hiện tại thì những di sản của nó vẫn còn. Có một cái fun fact khá là hay, đó là cái ông George R.R. Martin, tác giả của Game of Thrones ấy, thì đã viết nên câu nói huyền thoại những gì đã chết thì không bao giờ có thể chết trong series tiểu thuyết kinh điển Game of Thrones, cũng chính từ cái trình xử lý văn bản WordStar này đấy. Và vừa rồi là chúng ta đã cùng đi qua chặng đường đầu tiên với 5 phần mềm
có thể nói là điển hình và kinh điển nhất trong nền công nghiệp máy tính hiện nay. Và các bạn có từng sử dụng qua những phần mềm này hay không? Hay là các bạn có biết thông tin gì hay là có những trải nghiệm gì với những phần mềm mà mình vừa kể tên? Thì hãy cho mình biết cảm tưởng của mọi người vào phần bình luận bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.